Chúng ta cùng học về chủ đề phép trừ. Số tập văn có hai chữ số ở phần nguyên với số tập văn có hai chữ số ở phần nguyên. Hãy viết số hàng này dưới số hàng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng với nhau. 3 và 2 là số tập văn nên hãy viết các số theo thứ tự như thế này. Đặt số thứ nhất của phần tập văn của hai số thẳng hàng với nhau. Tiếp theo, bạn hãy vạch đường tam bằng tốc độ như thế này. Phép trừ bắt đầu từ số tập văn thứ hai. 3 trừ 2 là 1. Tiếp theo, hãy trừ số tập văn thứ nhất với nhau. 2 trừ 1 là 1. Kế tiếp, hãy trừ phần đơn vị với nhau. 2 trừ 9 là không trừ được, nên hãy rút số 1 từ phần trục. 10 trừ 9 là 1. 1 cộng 2 là 3. Tiếp theo, hãy trừ phần trục. Chúng ta đã rút 1 rồi nên phần trục trở thành là số 1. Tiếp theo, hãy hạ dấu phẩy từ xuống trên xuống. Cuối cùng, hãy viết lời dài. Như vậy, phép toán kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập nhé. Hãy ấn nút tạm dừng và làm bài luyện tập. Sau khi trả lời xong, hãy ấn nút bắt đầu và kiểm tra. Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra đúng hay sai nhé. Số 1. 52,73 trừ 3,52 là 49,21. Số 2. 23,04 trừ 10,13 là 12,91. Bạn có trả lời cả hai đúng không? Cuối cùng, chúng ta cùng ôn lại bài học ngày hôm nay. Hãy viết số hàng này dưới số hàng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng với nhau. 4 và 3 là số tập văn nên hãy viết các số theo thứ tự như thế này. Đặt số thứ nhất của phần tập văn của hai số thẳng hàng với nhau. Tiếp theo, bạn hãy vạch đường thẳng bằng thước đo như thế này. Phép trừ bắt đầu từ số tập văn thứ 2, 4 trừ 3 là 1. Kế tiếp, hãy trừ số tập văn thứ nhất với nhau. 2 trừ 1 là 1. Kế tiếp, hãy trừ phần đơn vị với nhau. 7 trừ 8 là không trừ được, nên hãy rút một số 1 từ phần trục. Mười trừ tám là hai. Hai cộng bảy là chín. Tiếp theo, chúng ta hãy trừ phần trục. Chúng ta đã rút số 1 rồi nên phần trục trở thành là số 7. Bây giờ chúng ta hạ dấu phẩy từ trên xuống. Cuối cùng, chúng ta hãy viết lời dài. Như vậy, phép toán kết thúc ở đây.
Bây giờ, chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây.